Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai liên quan tới Hoa Kỳ và sự kiểm duyệt của các công ty Big Tech. Quý vị, trong ngày hôm nay và ngày hôm qua thì cuộc điều trần của các cựu giám đốc của công ty truyền thông xã hội Twitter đã ra điều trần và họ thú nhận rằng việc ngăn chặn câu chuyện về cái laptop của Hunter Biden là quyết định sai lầm của họ. Ok quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được sự lấp liếm của họ. Thứ hai, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bởi vì hành động này được xem là hành động vi phạm luật pháp và họ có bị truy tố hay không và họ có bị khởi kiện về mặt dân sự hay không? Đó sẽ là bài phân tích thời sự của Phong trong chiều ngày hôm nay. Và quý vị, bây giờ chúng ta đi vào trong bản tin trước đi quý vị. Trong bản tin cho biết là cựu giám đốc của công ty Twitter đã xác nhận là việc ngăn chặn cái bài báo của New York Post ở trên cái câu chuyện của laptop của Hunter Biden là sai lầm. Quý vị, đây là sự khẳng định. Và bà này tên là Vijaya Gadde, là cựu giám đốc pháp lý của công ty Twitter, đã nói với các nhà lập pháp trong quốc hội về cái việc mà họ ngăn chặn cái bài báo của tờ New York Post trong cái laptop của Hunter Biden là một sai lầm, tức là một mistake. Bà này đã mất công việc của họ và của bà ta sau khi mà ông Elon Musk mua lại cái công ty này. Và bà ta nói với Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện trong ngày 8 tây là bà ta đã chấp thuận cho quyết định ngăn chặn cái bài báo của New York Post về nội dung của cái laptop Hunter Biden. Tuy nhiên, việc ngăn chặn này đã được tháo gỡ sớm, bà ta đã lấp liếm như vậy. Trong đó thì những người đạo, bà Gade nói rằng Twitter đã ngăn chặn cái Twitter này vào tháng 10 năm 2020 trong cái bài báo căn cứ trên cái chính sách của họ năm 2018 và nói rằng có những cái gọi là hacking, tức là bấm vào cái đường link sẽ bị hack. Giám đốc của Twitter đã lên tiếng và nói rằng quyết định ngăn chặn việc retweet của cái bài báo này là bởi vì họ e ngại về cái chính sách ngăn chặn các cái tài liệu và bị hack có thể gây ra lo ngại về tình trạng cái laptop này có bị coi như là nếu bấm vào đường link sẽ bị hack. Và các thành viên đảng Cộng hòa đã cáo buộc nhân viên của Twitter đã có hành động thiên vị chính trị khi mà chống lại cựu tổng thống Donald Trump và họ rất vui mừng khi mà sử dụng cái hack material, tức là cái chính sách về họ dùng cái chính sách này để mà họ ngăn chặn bài báo trên. Và chính sách này tức là ngăn chặn những đường link có thể dẫn tới những cái đường link vào các cái nhóm hacker. Đó là lời phát biểu của họ. Giữa lúc mà FBI đã lên tiếng cảnh báo về việc Nga tung tin giả trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Và những họ đã sử dụng cái lý do này để mà kiểm duyệt câu chuyện của cái laptop. Và bài báo của tờ New York Post với cái tựa đề là Smoking Gun Email Reveals How Hunter Biden Interviewed Ukraine Business to VP Desk. Tức là một trong những cái email đã được công bố làm cách nào ông Hunter Biden đã giới thiệu với lại giới thương nhân của Ukraine về thân phụ của ông ta là vai trò phó tổng thống đã công bố ngày 14 tháng 10 năm 2020. Và Twitter đã ngăn lại trong vòng 24 tiếng đồng hồ cái quyết định và tìm cách gọi là ngăn chặn này. Và trong tổng quát thì bà này nói rằng là việc này là để sử dụng cái gọi là bị họ dùng cái lý do là chính sách bị hack, cho nên chúng tôi thừa nhận rằng nhận ra rằng phải có những cái quy tắc và chúng tôi hiểu được rằng chúng tôi đã có cái tưởng tượng là chúng tôi cần phải cập nhật nó và phải mở ra cái thông tin mới. Đó là lời phát biểu của bà này. Và bà ta lên tiếng, bà ta nói với các nhà lập pháp rằng hình ảnh của những cái nội dung này trên cái laptop đã được thấy là dường như là đang dẫn tới một cái đường link nào đó sẽ bị hack bởi nhóm hacker. Và Twitter staff đã duyệt xét việc này và quyết định một cách ngăn chặn dựa trên một cái chính sách năm 2018, trong đó nói rằng để đối phó với tình trạng có thể trở thành một cái nơi mà tung ra những cái tài liệu và những cái nguyên liệu bị hack, tức là bị hacking đó quý vị. Và chúng tôi đã áp dụng cái chính sách này với lại New York Post để ngăn chặn các cái đường link. Trong đó thì bà ta nói rằng là Twitter
Sau đó thì họ phát hiện đây là sự sai lầm và họ nói rằng là Twitter đã thay đổi. Ngay sau đó thì đã yêu cầu công ty, cái cơ quan truyền thông là New York Post là retweet lại, tức là họ up lại cái trang link đó để họ có thể được phát tán ở trên đó. Tuy nhiên thì quý vị, đây là một trong những cái bức tranh mà bà này đã khai ra. Và cùng một lượt thì trong đó thì dân biểu James Comer đã lên tiếng và nói rằng người dân Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phối hợp cho chiến dịch giữa công ty mạng xã hội, các giới truyền thông dòng chính và cộng đồng tình báo đã tìm cách gọi là ngăn chặn cái câu chuyện của Hunter Biden và nội dung của nó. Ông đã phát biểu như trên. Và trong đó họ cáo buộc là công ty này đã có những cái hành động gọi là thành kiến với cựu Tổng thống Trump. Và cùng một lượt thì cựu giám đốc ra điều trần này cũng lên tiếng và nói rằng là họ đã có cái sự warning, tức là cảnh cáo của FBI về tình trạng tung tin giả trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Và cùng một lượt thì họ nói rằng chính quyền không có trực tiếp áp lực Twitter là sẽ ngăn chặn cái bài báo này. Tuy nhiên phía FBI nói với lại tờ Apple Times trong cái email là họ chỉ đưa ra những cái cảnh báo tổng quát cho Twitter về việc đe dọa của ngoại quốc xen vào cuộc bầu cử. Tuy nhiên họ không có yêu cầu bất kỳ một cái hành động nào. Trong khi đó thì tập hồ sơ Twitter file đã công bố cho thấy một cái bức tranh khác. Trong đó một trong những cái tập hồ sơ này được công bố bởi ký giả có tên là Michael Shelberger đã chỉ ra cho thấy cái email trao đổi là bằng chứng cho thấy FBI đã áp lực Twitter là phải discredit, tức là làm mất đi cái tên mức khả tính của câu chuyện về cái laptop. Và dân biểu Jim Jordan trong cái cuộc điều trần, ông nghĩ rằng các giám đốc của Twitter đã tìm cách kiểm duyệt bài báo này trước khi mà cuộc bầu cử, và bởi vì họ đã thiên vị và có thành kiến chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Jim Jordan chỉ ra và nói rằng công ty này đã so sánh, những nhân viên của công ty này so sánh ông Trump giống như là một cái chính quyền của Đức Quốc xã. Tôi nghĩ rằng quý vị đã chơi trò chơi và quý vị đã muốn lấy nó xuống, và quý vị đã đồng mưu với lại cơ quan FBI. Đây là lời phát biểu của ông Jim Jordan. Và trong đó thì Becker là một trong những giới chức đặc trách về niềm tin và cái sự minh bạch trên toàn cầu của Twitter nói rằng là cái kết luận được xem là không thiếu pháp lý này, và trực tiếp và từ chính quyền và các chiến dịch tranh cử làm cách nào Twitter để giải quyết cái vấn đề, cái tình trạng của Hunter Biden, cái câu chuyện này. Và trong cuộc điều trần thì ông Roth này lên tiếng và nói rằng công ty đã đưa ra một quyết định nhanh chóng về cái việc mà để cho những người sử dụng chia sẻ cái laptop này, và họ đã sai lầm và đã có một vì nghĩ rằng đây là những cái tài liệu có bị hack, tức là bấm vào đó sẽ bị hack. Năm 2020 Twitter đã có hành động liên quan tới laptop là lần đầu tiên, và trong đó là nó có liên tương tự như lúc mà Nga đã hack vào trong cái chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ Trung ương năm 2016, và chúng tôi quyết định là phải làm điều này. Đó là lời phát biểu của ba viên chức của gọi được xem là giám đốc điều hành của công ty Twitter. Quý vị, toàn bộ câu chuyện này chúng ta sẽ thấy ra được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề của các giám đốc công ty Twitter đã dùng một lý do vô cớ để mà ngăn chặn câu chuyện này, nhưng họ không thừa nhận đây là hành động mà họ thiên vị về chính trị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hậu quả của chuyện này sau cuộc điều trần sẽ là cái gì? Và thứ ba, vai trò của FBI như thế nào trong vấn đề này? FBI họ là một cái cơ quan gọi là điều tra liên bang. Họ nắm rất rõ những luật lệ. Đương nhiên, phía FBI họ không bao giờ ra mặt mà áp lực một cách trực tiếp. Nhưng họ nói bóng nói gió để cho Twitter phải đóng lại câu chuyện của Hunter Biden, và do tờ New York Post đã tường trình. Do đó quý vị, và trong cái tập tài liệu mà Twitter đã đưa ra, mà ông Elon Musk đưa ra đó quý vị, thì đã có những cuộc trao đổi giữa FBI và công ty Twitter trong thời điểm đó. Và trong thời điểm đó thì FBI đã áp lực để lấy câu chuyện này xuống, nhưng mà không gián tiếp, không trực tiếp mà chỉ là gián tiếp thôi. Cho nên FBI phủ tay, họ không dính gì tới chuyện này cả. Và bây giờ trách nhiệm còn lại là công ty Twitter. Thì quý vị, toàn bộ câu chuyện này và những cái nội dung trên câu chuyện của laptop của Hunter Biden, nó không dính dáng gì tới cái việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hoàn toàn không có dính dáng. Do đó, để tìm một cái lý do nào đó ngăn chặn câu chuyện này, thì họ lại lấy một cái lý do của năm 2018, cái policy, tức là cái chính sách của họ, ngăn chặn những cái đường link mà có thể dẫn tới những cái hacker để nó hack vào trong đó.
tức là nó sợ những cái đường link. Tại vì bài báo của tờ New York Post đăng ra thì họ kèm cái đường link của tờ báo. Khi quý vị bấm vào đường link đó, nó nhảy lên nguyên toàn bộ câu chuyện của bài báo. Còn trên cái Twitter, bởi vì cái quy định cái ngôn ngữ nó ngắn thôi, họ không để hết bài báo được. Họ chỉ biên đại ý nội dung của bài báo một cách vắn tắt, rồi họ đưa cái đường link đó thôi. Thì quý vị, câu chuyện này nó là như vậy. Thì bây giờ, các giám đốc của Twitter dưới áp lực của đảng Dân Chủ, dưới áp lực của các nhân vật được xem là thiên tả và có thành kiến với ông Trump ở FBI và cộng đồng tình báo, đã áp lực Twitter là bằng mọi giá phải chặn câu chuyện này lại trước khi mà nó được công bố. Thì cuối cùng các giám đốc của Twitter đã lách luật, lách cái quy tắc của họ, bởi vì cái bài báo này hoàn toàn không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì họ lại dùng một cái chính sách cũ, tức là năm 2018 họ ra cái chính sách là ngăn chặn các cái đường link mà có thể dẫn tới việc mà các chương mục của những người sử dụng sẽ bị hack, tức là bị ăn cắp cái tại cái chương mục, hay là bị dẫn vào những cái đường link nguy hiểm, có độc hại, có mã độc, vân vân. Họ dùng cái đó để họ chặn cái đường link của tờ New York Post. Sau đó họ nói rằng, ô, chúng tôi đã sai và chúng tôi yêu cầu quý vị là retweet và upload lại để dẫn cái đường link. Nhưng mà công ty New York Post, tức là tờ báo New York Post nói no. Chúng tôi đã bỏ lên đó. Tất cả đã nằm ở trên đó hết. Chúng tôi không thay đổi gì cả. Đây là cái quan điểm của tờ New York Post. Thì quý vị, đám Twitter đã tìm cách gọi là ngăn chặn và để cho câu chuyện này nó trôi qua. Và New York Post không thay đổi đường link. Họ vẫn duy trì cái đường link đó. Một lát tôi sẽ giải thích câu chuyện này với quý vị, là lý do tại sao New York Post làm như vậy. Và tại sao cái các giám đốc, hầu hết quý vị biết, công ty Twitter, headquarter của họ đặt tại San Francisco. Mà San Francisco mà ông Elon Musk, ông đã từng nói chơi, ở San Francisco mà bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa là bất hợp pháp. Thì quý vị biết toàn bộ San Francisco đều là những nhân vật được xem là khuynh hướng chính trị một chiều, không có cánh hữu, toàn là cánh tả. Và 7.000 nhân viên của Twitter làm việc tại đây đều là những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và cánh tả. 7.000 nhân viên, kể cả những giám đốc điều hành luôn. Do đó quý vị, họ muốn chặn cái câu chuyện của laptop Hunter Biden, họ không có lý do, bởi vì câu chuyện này không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Do đó họ dựa trên cái đường link đó, họ nói rằng sẽ dẫn vào cái việc hacker. Họ từng nghi giống như là Nga đã xâm nhập vào cái server của đảng Dân Chủ Trung ương trong năm 2016. Họ dùng lý do này để họ chặn bài báo. Thì quý vị, đây là cái lý do họ đưa ra, họ giải thích. Họ nói đây là sai lầm. Quý vị, bây giờ chúng ta sẽ dựa trên những điều này, chúng ta phân tích xem đám cánh tả đã lách né bằng cách nào khi họ ra điều trần. Họ không nói dối, tại tôi nói quý vị, ra tới điều trần, họ không nói dối được. Và bây giờ họ lánh né, tức là họ nói họ dùng cái lý do, tức là trước khi ra điều trần, họ đã có sự thống nhất với nhau là sẽ dùng cái lý do chính sách về chống hacker năm 2018 để làm cái lý do chính, che đậy cái lý do thật sự. Tức là thật sự họ chiều theo ý của cái đám cánh tả và cái chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, cũng như là một số thành viên ở trong FBI, cộng đồng tình báo mà có thái độ chính trị và có thành kiến với ông Trump, họ áp lực. Thì bây giờ Twitter dùng cái lý do này đưa ra làm cái bình phong để mà khai trước quốc hội. Nhưng lý do thật sự bên trong là họ biết bài báo này mà đăng ra một cái là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới gia đình của Joe Biden. Đặc biệt là quý vị còn nhớ là cái câu chuyện mà Hunter Biden làm thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma với cái mức lương 50.000 Mỹ Kim một tháng. Quý vị còn nhớ câu chuyện này. Và trong cái laptop đó, làm cách nào Hunter Biden với tính cách là một kẻ gọi là ăn không ngồi rồi nhiều hơn, mà tự nhiên trở thành thành viên hội đồng quản trị của một công ty dầu khí lớn nhất tại Ukraine. Nếu không có người cha là phó tổng thống, thì liệu Hunter Biden có được cái job này không quý vị? Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lúc đó ông Obama
đã giao cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho Ukraine nằm trong tay của ông Joe Biden. Và chuyện gì xảy ra? Quý vị phải hỏi ông Poroshenko, ông tổng thống thời điểm đó của Ukraine. Ông ta là người ra lệnh ngưng lại cuộc điều tra tham nhũng đối với lại công ty Burisma, giải tán luôn cả cái ban điều tra đó và cách chức người công tố viên. Trong lúc họ đang điều tra về những cái tham nhũng và biển thủ công quỹ của công ty Burisma, công ty năng lượng của Ukraine. Thì quý vị, sau khi mà cái việc này được ông tổng thống Poroshenko thời điểm đó, ông đã ngưng lại cuộc điều tra, thì vài tháng sau đó thì phía Hoa Kỳ giải ngân 1 tỷ Mỹ Kim cho phía của Ukraine. Vậy thì cái quan hệ của Hunter Biden, công ty Burisma và Joe Biden như thế nào? Quý vị, nó rất rõ ràng, đây là một cái, tôi nói thẳng luôn là ông ta sử dụng ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim để giúp cho công ty Burisma tránh được điều tra tham nhũng, bởi vì con trai của ông ta đã được mời vào trong đó làm thành viên hội đồng quản trị. Và Hunter Biden đã sử dụng cái vị thế của cha mình là phó tổng thống Mỹ để uy hiếp tới ông tổng thống của Ukraine. Đương nhiên, ông Poroshenko cho tới giờ phút này, ông sẽ không nói. Tại vì cái đó là quyền lợi quốc gia của ổng và quyền lợi của ổng trong giai đoạn ổng làm tổng thống. Do đó, bây giờ quý vị có dí dao, dí súng, ổng cũng không nói đâu. Rồi khi ông Trump lên, ông Trump trong cú điện thoại với ông Zelensky mà bị đàn hạch, ổng chỉ nhắc một câu, ông phải điều tra tham nhũng. Thì quý vị, đảng Dân Chủ cho rằng cái hành động này là bức hại với Joe Biden và tiến hành đàn hạch ông Trump lần thứ nhất. Quý vị còn nhớ câu chuyện này? Thì quý vị, trong tờ New York Post họ đăng lại tất cả những cái liên lạc của Hunter Biden với công ty Burisma và với Trung Quốc. Và trong đó, big guy đối với Trung Quốc, người ta đang thắc mắc là ai? Và thứ hai, chính giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Burisma đã gửi một lá thư cảm ơn bằng email cho Hunter Biden. Cảm ơn đã nối kết cho hai người gặp gỡ nhau. Tức là thân phụ của Hunter Biden lúc đó là Joe Biden đang là phó tổng thống, đã gặp gỡ với lại người đứng đầu của công ty Burisma. Thì quý vị, câu chuyện trong laptop, nếu lúc đó bung ra, thì người ta thấy được tư cách của Joe Biden. Liệu khối cử tri độc lập có bỏ phiếu trong tay hay không? Khi mà hành động tham nhũng và lạm quyền nó rõ ràng như ban ngày. Do đó quý vị, toàn bộ đảng Dân Chủ huy động tất cả những cái lực lượng của họ. Thứ nhất, là tất cả cái guồng máy tranh cử của Joe Biden áp lực công ty Twitter. Thứ hai, sử dụng những nhân viên của họ, tức là những kẻ mà có tư tưởng khuynh tả và thành kiến với ông Trump ở trong FBI, cơ quan tình báo, để bóng gió và đưa ra nói rằng đây là câu chuyện mà Nga dựng nên để mà thao túng chính trị của Hoa Kỳ và cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Tức là họ nói bóng gió, họ không nói trực tiếp vô, để cho Twitter phải có áp lực ngăn chặn câu chuyện này. Và thứ ba là tất cả nhân viên của Twitter, tất cả đều nằm ở San Francisco, đều áp lực là phải chặn câu chuyện này và phải kiếm đủ lý do để chặn câu chuyện này. Nhưng mà giống như tôi nói, bà này là giám đốc pháp lý, tức là khi câu chuyện bị chặn thì nó sẽ liên quan tới pháp lý. Có thể Twitter sẽ bị kiện bởi Bộ Tư pháp, bị kiện bởi tư nhân. Do đó, họ tìm ra được cái lý do, lúc đó họ chặn. Họ không nói cái lý do là vấn đề bị hack nha quý vị. Lúc thời điểm đó họ không nói bị hack. Họ chỉ nói yêu cầu công ty, tờ New York Post là họ, hai tuần lễ sau đó, họ nói là cho retweet lại. Chỉ cần xóa cái tweet đó đi, và tweet lại lần nữa, thì họ sẽ cho phép được công khai. Và nó đã over, nó sát nút với lại cái cuộc bầu cử rồi quý vị. Thì lúc đó công ty New York Post đã quyết định không, là bởi vì câu chuyện đã được mọi người theo dõi từ đầu. Đã được mọi người theo dõi từ đầu. Và bây giờ xóa cái tweet đó đi mà lập lại cái tweet mới, thì họ sẽ mất trắng tất cả những cái thông tin liên lạc với tương tác, tức là approach với lại cái những người khách hàng, những người đọc. Tức là một cái kỹ thuật của họ, của Twitter, tức là lách được cái mặt pháp lý và đồng thời giảm đi cái sự gọi là phát tán của câu chuyện này.
Đây là cách trader đã sử dụng. Và họ đổ thừa cho vấn đề gọi là cái đường link đó có thể bị hack. Và hôm nay họ thống nhất, họ dùng lý do đó để mà khai báo với Quốc hội. Thì quý vị, đó là toàn bộ câu chuyện mà chúng ta biết được về cái câu chuyện của năm 2020. Và quý vị, nếu như lúc đó câu chuyện này được tung ra rộng rãi, tất cả mọi người biết, thì quý vị, kết quả bầu cử đã không phải như vậy. Do đó, họ bây giờ mọi việc đã xong, gạo nấu thành cơm rồi. Họ muốn nói kiểu nào cũng được. Vấn đề ở chỗ này. Vấn đề ở chỗ là, thứ nhất, họ thừa nhận đây là một hành động sai lầm. A mistake. Wrong. Vậy thì ai chịu trách nhiệm cho hành động sai lạc này? Bởi vì cái hành động sai lầm này đã dẫn tới ảnh hưởng kết quả bầu cử năm 2020. Và giống như ông Andy Biggs là dân biểu của tiểu bang Arizona đã khẳng định, đây là hành động xen vào bầu cử. Khi mà cố tình đã ngăn chặn thông tin của một bên để có lợi cho một bên khác, thì hành động này là xen vào bầu cử. Vì vậy thì ba giám đốc này, sau cuộc điều trần đó, khi mà Hạ viện đúc kết tất cả bản kết luận, Bộ Tư pháp có truy tố họ về cái tội xen vào cuộc bầu cử hay không? Khi họ cố tình ngăn chặn, tại vì họ thừa nhận đây là sai lầm. Và hành động sai lầm này là có chủ ý, chứ không phải sai lầm vô tình. Bất kể lúc đó họ quyết định nhanh hay chậm. Thì quý vị, điều thứ nhất là họ đã xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Xen vào một cách trắng trợn luôn. Thì quý vị, cái tội xen vào bầu cử này sẽ bị truy tố như thế nào? Chúng ta sẽ coi Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ dưới quyền của ông Merrick Garland có quyết định truy tố họ hay không. Thứ hai, tập hồ sơ mà Twitter file của ông Elon Musk đưa ra cho thấy nhiều nhân viên trong FBI và cộng đồng tình báo đã sử dụng cái thuật ngữ nói bóng nói gió để mà buộc công ty Twitter phải tháo câu chuyện này xuống. Thì những nhân viên này có chịu trách nhiệm hay không? Bây giờ họ phủ tay rồi. Họ nói, ô, tôi chỉ đưa cái warning, tức là cái cảnh báo tổng quát thôi. Chúng tôi đâu có trực tiếp kêu họ tháo cái câu chuyện này xuống đâu. Quý vị, đây là cái trò lấp liếm của những kẻ núp ở trong FBI và cộng đồng tình báo, có khuynh hướng chính trị, có thành kiến với ông Trump. Tìm cách loại trừ tất cả những ảnh hưởng liên quan tới Joe Biden. Thì quý vị, câu chuyện thứ hai, Merrick Garland sẽ làm như thế nào? Quý vị nên nhớ, ông Trump trong cuộc điện thoại với Zelensky, ông nói rằng tôi yêu cầu ông điều tra tham nhũng và những cái tham nhũng đang diễn ra tại đất nước của ông. Thì quý vị, đảng Dân Chủ từ câu chuyện này, họ diễn dịch, họ giải thích thành kiểu là ông Trump đã có hành động bức hại Joe Biden là một đối thủ chính trị để nó lập thủ tục đàn hạch ông Trump ở trên sàn của Thượng viện. Đúng chưa? Vậy thì cái lời nói bóng gió của FBI có thể được diễn dịch rằng tôi muốn anh lấy câu chuyện đó xuống không? Và lập thủ tục khởi kiện những nhân viên này của FBI không? Hay là nó nói, ô, này đâu có bằng chứng đâu. Vậy thì tại sao đảng Dân Chủ dùng một cái lời nói của ông Trump với ông Zelensky để tiến hành đàn hạch? Họ diễn dịch theo kiểu của họ. Thì bây giờ mình diễn dịch theo kiểu của mình. Ê, trong lúc đó là đang tranh cử mà anh đã ám chỉ cái câu chuyện này là do Nga tung tin giả ra để chặn câu chuyện này. Thì quý vị, những nhân viên FBI có bị diễn dịch theo kiểu này để bị truy tố ra tòa hay không? Quý vị, đó là câu hỏi mà tôi đặt ra. Và điều thứ ba là công ty New York Post. Bây giờ chính các giám đốc điều hành của công ty Twitter, cựu giám đốc, đã xác nhận đây là hành động sai lầm. Một mistake, that's the word wrong. Tức là đã sai lầm. Vậy thì sự thiệt hại của tờ New York Post như thế nào? Và họ có nộp đơn khởi kiện trong hai lý do. Thứ nhất là khiến họ thiệt hại về mặt độc giả, mất đi nguồn tài chính. Thứ hai là cái uy thế của họ đã bị giảm đi khi họ bị gán nhãn là đã đăng tin giả từ phía của Nga tung ra trong cuộc bầu cử, làm cho tờ New York Post bị sụt giảm uy tín. Thì đây sẽ là cái tội phỉ báng. Và thứ hai
là cái tội gây thiệt hại tài chính cho công ty New York Post. Vậy thì sau khi mà có cái cuộc điều trần này, tôi thắc mắc rằng tờ New York Post có nộp đơn kiện công ty Twitter về cái tội phỉ báng họ và về cái tội gọi là gây thiệt hại cho cái business của họ hay không? Và cuối cùng, ba giám đốc điều hành này đã đưa ra quyết định được xác nhận là sai lầm. Thì họ có bị truy tố ra tòa về hành động sai lầm này gây ảnh hưởng cho kết quả bầu cử hay không? Tại vì cái việc mà tung ra câu chuyện này ngày 14 tháng 10, tức là 3 tuần trước khi mà có cuộc bầu cử Hoa Kỳ, đã bị chặn và làm cho người dân Hoa Kỳ không biết rõ về câu chuyện này. Họ cứ nghĩ rằng đây là do Nga tung ra. Thì ba giám đốc này có chính thức bị Bộ Tư pháp truy tố ra tòa về tội đã can dự vào kết quả bầu cử và gây ảnh hưởng kết quả bầu cử của Hoa Kỳ hay không? Quý vị, những câu hỏi này chúng ta phải chờ xem sau khi mà phía của Hạ viện đã kết thúc cái cuộc điều trần. Và từ công ty Twitter, những công ty khác, Facebook, Instagram, Google có bị trường hợp tương tự như vậy hay không? Hầu hết những công ty này, trụ sở của họ tại Bắc California, hầu hết đều nằm trong cái quyền điều hành và khống chế của lực lượng chính trị khuynh tả và đảng Dân Chủ. Tất cả các công ty này nằm ở Bắc California hết. Nằm San Francisco, rồi ở Buono, rồi ở San Jose, ở Silicon Valley. Quý vị, họ có bị buộc tội về cái tội gọi là xen vào cuộc bầu cử khi mà toàn bộ đồng nhất ngăn chặn con câu chuyện này. Rồi những cái cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ, tức là những cơ quan truyền thông mainstream, họ có vi phạm vào cái luật của FCC hay không? Khi mà họ đã cố tình bịt miệng một bên và để cho một bên có thể nói. Thì quý vị, đây là cái echo, nó gọi là cái echo times, tức là cái mức độ công bằng trong việc tường trình về kết quả bầu cử hoặc là đưa những thông tin về kết quả bầu cử hay là gây ảnh hưởng trên cái cuộc bầu cử. Thì quý vị, những câu hỏi này tôi đặt ra cho tất cả mọi người và quý vị nhìn thấy rõ sự thiên vị rất rõ ràng. Và bây giờ họ lấp liếm bằng một cái quy tắc do chính họ đặt ra năm 2018, sợ bấm vào link sẽ bị hack để cản trở cái người dân có thể tiếp cận tới cái câu chuyện của Hunter Biden. Quý vị, chúng ta chờ xem coi các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện có đủ sức và có đủ bình tĩnh và có đủ cái bản lãnh để buộc Bộ Tư pháp là phải truy tố những kẻ đã gây ra sai lầm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử năm 2020. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật ký phần 2 của tôi ngày hôm nay liên quan tới cuộc điều trần nhắm vào công ty Twitter đã có hành động bức hại trong cái câu chuyện laptop của Hunter Biden mà New York Post đã đăng ra. Thời điểm đó và thời điểm được xem là nhạy cảm trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại sau. Cảm ơn tất cả mọi người và bye bye.